Đây là vườn chanh thuộc ở khu vực gần khu làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, gần huyện Ba Vì. Thì đây là một cái vườn chanh rộng khoảng 5 mẫu, và cái chanh như thời điểm này thì là đang thu rất là rạc nhiều. Nó cũng vẫn có hoa có quả mà cũng có những cái cành chiết như thế này. Thì hôm nay thì mình thực hiện cái clip này để chia sẻ với bà con nông dân khắp đất nước để biết được cái giống chanh gọi là chanh tứ mùa. Và cái chanh tứ mùa thì hiểu nôm na là trên cây chanh nó sẽ có hoa, có lộc, có quả lớn, quả nhỏ, và lúc nào nó cũng ra quanh năm. Cho nên là mình trồng không bao giờ sợ mất mùa như các cây khác. Thì cây chanh thì các bạn trồng đất như ở đây thì mình cũng ưa đất nổi thôi. Đây thì nhiều quá nó không chăm được hết. Mình có thể quay tổng quát cho các bạn biết. Thì cũng giới thiệu với các bạn hôm nay có một anh chị đi từ Thái Nguyên đi đến đây để tìm đến tham quan cũng như là học hỏi kỹ thuật. Và anh chị đi ô tô xuống thì cũng muốn mang khoảng 100 cây chanh về để gây giống tại quê hương mình. Có nhu cầu thì hãy liên hệ cho bên mình để biết tư vấn về kỹ thuật cũng như là mua quả, mua lá, mua cành giống chiết. Bên mình chỉ chiết không ghép, lưu ý các bạn nhé. Về chiết là nó sẽ giữ lại được cái gen của cây. Thì hôm nay là mình thực hiện cái video này để chia sẻ với tất cả quý anh chị em và các bác. Đây là những cây chanh được khoảng 3 năm tuổi và chúng hoa như thế này. Đấy, thì đây có anh em làm vườn và khách đang nói chuyện rôm rả ngoài kia. Thời điểm này là thời điểm quay thì nó không được đẹp lắm. Có nghĩa là cái quả thì mình vừa mới thu 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 rát rồi. Mình thu rất nhiều rồi. Nhưng bây giờ là nó đang bón thúc để ra hoa, ra lộc, ra lá. Các bạn cứ yên tâm là trồng cây chanh là không bao giờ là thất bại cả. Đây, cây này như thế này, các bạn chăm sóc như này. Quét vôi để cho nó chống bệnh và tán cây cao. Quý vị các bạn có thể liên hệ vào cái số 01 63 5305 982. Cái Zalo mình đăng ký bằng số trên, và trên cái kênh YouTube của mình thì mình cũng có đăng cái về cái cây giống rất là nhiều, con giống nữa. Bên mình thì thiên mạnh về cái cây cây chanh tứ quý và cái con chim cu gáy. Thì mình phát triển hai cái này cũng đã rất thành công, chia sẻ với tất cả các anh chị em là như vậy. Các bạn có thể chuyển khoản cho bên mình bằng số tài khoản 2210 205 156 681 Adibank. Quý ơi! Quý ơi! Quả này thì nó không được đẹp mã lắm nhưng mà cũng thu thu nhiều rồi. Sao mà nó cũng chết. Người đấy hương chanh điếc hết cả mũi chưa? Đến bao giờ Việt Nam mình nó có một cái công ty nào mà nó chiết chiết xuất cái hương hiệu chanh này ra làm mỹ phẩm hay là mà gội đầu điếc là được ở ấy? trên mạng là nói về làm đẹp là nó toàn về chanh đấy, Đúng rồi, làm cái đẹp cây chanh này đúng đây. ra là nó bắt nguồn rất là gần gũi Đây là cái chanh với này, người dân cây Việt chanh Nam này mình. nó cái quả chanh này nó chữa được các những cái Nhiều bệnh. bệnh, nhiều bệnh mà rất chi là Kể nhiều cả cái lá này của nó mình nói đúng là cho trong khẩu phần phần thịt chanh gà rồi mình ăn mình thấy ngon này. Thịt chanh gà đào không có lá chanh thì vứt. không biết làm Anh chị về cái đấy này là nó gây sang ra. này nhá, là bắt buộc phải khoanh hãm tiếp quả bằng thế này đều, là Đúng. phải khoanh hãm tiếp để cho nó không được đẩy lộc lên thì nó mới giữ được quả. Tại sao thế mà lần trước là em trồng chỉ có một ít chanh đào thôi, xong bắt buộc phải trồng cái chanh bốn mùa. Chanh bốn mùa là ưu điểm của nó là không phải xử lý gì cả, Anh không phải hại cây. ví dụ như em hỏi là ví dụ như cắt cái quả này thì nó cắt như này xong cái lọc nó ra nó lại còn ra hoa gì. Đúng rồi,
cắt đấy trong vòng khoảng độ 3 tháng là nó lại chưa đến đến 3 tháng ngoài ra. Cắt động được mà vặt động được, có đâm cái ấy là nó ra quả luôn. Còn như em thấy thường thấy người ta là cắt cắt cái này thì bắt đầu đấy. Cắt đấy là người ta thích đẹp của chị là chanh quê, là có cành lá. Nó gọi là chanh miền Nam. Đúng. Của chanh tàu. Bây giờ mà ví dụ bán nói chung là nó do khách. Bây giờ có khách kể cả chanh đào này của em nhiều thằng nó phải chỉ vặt về cho tao vài tàu ngâm. Nhưng mà đã cắt chuyển đi Hà Nội các nơi là phải cắt cành lá này, nó gọi là chanh quê. Để lại thì có người có mã thì nó gọi là chanh tàu hoặc chanh miền Nam. Anh chị biết ở đây là bao nhiêu gốc không? Không đi hết à? Đi làm sao được, vớ vẩn thả vào giữa vườn anh còn bị lạc luôn. Đại ca quý. Ghép mắt thằng đa hầu đôi một được 1, 2, 3 được 5 cây, 1.000 cây được 5 cây như thế này nhá, nó có lượng vừa rồi ở trên của em nó bảo là về tận đấy mua. Anh nhớ là em cũng đã là người tưởng mất tiền ngu mà đã chơi với nó 13 năm, đánh xe pho lên mổ gà nấu lẩu của nó ăn mà nó vẫn chơi mình nhá. Em thì đúng là phần đa là em cũng toàn là ở trên chỗ nông nghiệp, nông lâm, thành phố ấy. Thì em rồi. Là ngày nào em cũng giao hàng ở trên đấy. Thế nhưng mà em lại không muốn là vào đấy mua, là em muốn là về tận vườn của các anh này này. Chả cái gì bằng về tận vườn. Mình thích cành nào mình cắt cành đấy. Nhìn gốc lá nó như thế này. Cắt xuống chẳng họ lại bảo là buôn bán gì đúng không? Đấy, bên kia là công nhân viên đang tưới tắm vun trồng. Không, tầm này nhìn thì nó không được đẹp đâu. Nó phải có thời vụ chính của nó chứ. Ví dụ như bây giờ là nó ra lộc lá hoa cũng nhiều ấy. Đây này, anh về anh bón đúng cái kiểu nó nổi nổi như này. Thế là xong rồi cứ mình mỗi một lần mình lấy quả xong mình lại cơi gốc ra mình bón lân vùng quanh à? Đất băng bảo. Cái kia thì mình trồng nổi thôi mà thế cũng được, nhưng mà mỗi cái này này, cái này là cái ghép mắt này là nó màu cây này, em phải đảo bầu lên em chặt bỏ dễ cái để cho nó ra dễ tôm. Cái thằng này là thằng cánh đào nó xử lý rất khó. Bọn chị nào thế là mình trồng bầu cái gì? Nó hụ rồng bầu, còn chết thì không cần gì thế, chết thì trồng bằng mặt đất cao hơn một chút rồi mà do bình độ đất chết. Cái này tỷ lệ sống cao lắm, không có tỷ lệ ấy đâu. Đây là anh cho ăn gốc ăn nổi nhất đây này. Nổi mà. Nổi đấy là cái dễ cọc. Đây là cái chanh, là chanh đào. Thì mình làm đấy, còn cái chanh chết thì không cần. Chanh chết thì mình trồng chín được chứ? Trồng chín được, tất cả cây chết không cần thì... Nhưng mà trồng ở ruộng là phải đánh uống lên cao, phải mua. Nếu ở đất rồi thì không cần. Đúng rồi. Em thì nó cũng thuộc là, cũng chỗ đấy nó cũng thuộc là cao cao đấy. Bao nhiêu mét vuông? Anh chị có bao nhiêu mét vuông? Hôm vừa rồi lại đi dòng hết ngô, thế chị máu dòng chanh thì chị mới lại... Giờ về có nghĩa là ngô lên rồi đấy, nhưng mà về bây giờ muốn dòng là phải bỏ ngô. Không bỏ. Chị nào thế, chanh nó đã lên ngay đâu. Ừ, đấy là chị nói chuyện. Chị phải chỗ nào nó vướng quá chị mới bỏ đi, còn mình vẫn cứ trồng vào đấy, xong rồi lúc thu ngô xong là nó lên là vừa chị. Tội gì mình phải phí đấy. Chị phải hình dung cho bây giờ nó có 1, 2, 3, 4, thì mình chỉ tỉa mất một cây ở giữa thôi. Cái chỗ đấy là cái chỗ mình ươm cái cây cái chiết vào. Thế còn đương nhiên là 5 cây thì mất một cây. Sau đó mình thu ngô xong thì là chanh ấm gốc nó lên là vừa. Thậm chí là cái cây ngô mình phay ra mình làm phân ấy luôn, vô cơ luôn. Đất đây thì mênh mông luôn. Trồng cái gì trồng. À, đất sở hữu chính chủ luôn. Thầu thiết gì cả. Đại gia đấy. Toàn đại gia, đất Ba Vì là đại gia lắm. Đây nó gần cái làng văn hóa, đi qua làng văn hóa thì không
mấy chục cây bưởi diễn cái gì đỏ là ném mai năm nay ngoài này để ra ăn. không cần toàn người nhà không mẻ mày toàn bộ bằng mẻ em lúc nào đi ủ chưa chỉ được 30 phút đây chủ nó gọi cái thì bắt đầu kiểu mang kiểm tra chân chân anh chân em nó có mùi mà, thực ra cái cỏ này ông này cũng chịu khó em lười hơn một vườn ông này nó rộng mà mẻ ông này mang mẻ hết còn nếu mà thuê công nhân là chết tiền mình làm to làm gì làm theo. Đúng rồi. Vừa hôm qua lấy công làm lãi. Nhưng mà đây anh ơi, đây là vẫn là chanh hết. Đấy, chanh đào của ông anh. Mình sau khi chanh đào mình hỏi trồng 4 mùa thì năm ông đã trồng năm nay năm thứ 2 à. Mình mới trồng, mình hỏi thôi đừng trồng chanh này. Ông ấy hỏi là trồng này ta bật một lúc. Không muốn bật này dài. Thế bây giờ bắt đầu ông ấy đang hỏi mình cắt để ghép vào đấy. Mình hỏi không. Ông một cành thì ông mua. Tôi không bán mắt cho ông. Ông chịu chết thì không ghép rồi đấy chứ. Ai mà không nghe. Đây đúng là chanh đào. Chanh đào. Chanh đào nhưng cái cây sâu, cây bệnh thì nó mới tụt cả em. Tức là nó xử lý sẵn cho mình, mình không phải xử lý. Cây gì cả cây gì cây ăn quả. Em trồng vài trăm cây xong. Nhát cuốc. Hai nhát cuốc cái xong mà trồng xong mà mình tưới nước bắt đầu lên thì đâu mình khơi ra hình đấy. Ví dụ như mình trồng. Đây xuống đây cho thực tế. Mô phỏng luôn đi. Cho chị về chị phát triển. Anh đơn giản thế mà chung là mình cũng thể làm được. Đây là anh cuốc hố đây này nhỉ? À đây là cây mượn. Hố đây là cây to, chuyển cây to ra. Còn mình cây trỏ cũng cần thế. Trồng rất ngông bằng mặt đất này, nó chỉ nhát cuốc qua là xuống bắt đầu vén quanh đây là tưới nước vào xong rồi nay mai nó lên nhá, nên là chị bỏ phân, chị này xới cái chỗ này ra tưới quanh ra này, bỏ phân vào đây này, ấp vào mấy năm bỏ phân xới nhẹ ra xong bắt đầu đằng nào xới cỏ nó bỏ vào thế này xong không cần. Đây bọn anh cũng làm nhiều này thì lấy đâu ra phân chuồng, toàn lâm đạm gì 4 năm nay không bỏ thì phân nó rộng này làm sao ấy được. Rồi ví dụ như khoảng 500-700 gốc thì còn được. Nhưng mà năm tới đây sẽ mua tầm khoảng 20-30 tấn phân gà. Là vì ủ oai mục đi xong chó mà. Đấy, còn phân trâu, phân lợn mình là không có. Không đủ được, đủ nào được. Không đáp ứng được. Nên cho trung tâm bò ấy mà lấy ít bọn phân em bò. Có thể là ví dụ như làm vài chục gốc thì bọn em có thể chăm bằng phân trâu. Dân nuôi bò nó dân nuôi bò bán một xe phân bao tiền. Sao lại lân lại thả như này mà không xới vào thì nó sẽ bốc hết rồi. Đó. Ngô này này. À hôm ý rồi chưa kè được. Đấy bỏ này xong kè kia xong bắt đầu nó rộn quá gọi đi uống rượu cái quả luôn. Trời đang làm đang không chửi. Không chửi. Có một mình mà. Đấy đi vào đây là đang phạt mé này, bỏ mé này mà gửi nó này đi đấy con đen kem cứ việc nội ra việc kia. Nhưng mà bây giờ cái tầm mà anh chết rồi là ở chỗ nào, vườn dưới à? À vườn dưới và vườn trên. Cái này là hỏng rồi, bỏ đi. À không, đây này là cây này là cây tỉa. Là hôm trước là bán cây chanh đào cho cái bọn nó bán trang trại ở những cái hố bưởi kìa. Xong mà tỉa bỏ bớt cành ra. Để bán cho nó 300 một cây nó cẩu. Cây to cái này. Đánh cả cây to về. Đánh cả cây to này. Bây giờ người ta muốn ăn ngay chẳng thế. Nhưng về người ta còn cho vào ang người ta chơi kiểu dạng vừa là ấy bonsai luôn đi. Chơi kiểu khuôn viên. Tham quan đây là những cây này là anh chiết đây à? Đấy chiết đấy. Nói chung. Nhưng những cái cành này là cắt được chưa? Cây cành nào có dễ em mới cắt, cành nào không có dễ là không cắt, không phải cành nào cũng cắt. Chiết nó có tỷ lệ hỏng. Nói chung là bán cho cầm tiền của khách hàng là mình phải đảm bảo còn giữ lại uy tín. Nên là thế là vợ chồng mới tìm địa chỉ vào đây chứ còn thế à? Bao nhiêu người người ta mua một lần, hai lần mới đầu người ta ít, người ta mua có người mua chỉ 50 cành, có người mua 150, 200 nhưng mà
khi nó sống rồi ấm ấm gốc rồi người ta quay về người ta mua lại. Tại vì cái thằng em chú thì chị nó bảo là chị cứ về chị mua đi, nếu mà mấy ngày nó đang có việc ấy, nó bảo là vườn nhà nó thì rộng lắm, nó bảo là nếu mà chị về xem đúng quy hoạch như thế thì hướng người ta hướng dẫn cách thì chị về vườn chị thăm như nào, nó rồng nhiều lắm, nó đặt nhà nó hàng mấy hecta cơ mà. À. Nó đặt nó bảo em là mà rồng em phải rồng thấp nhất là thử nào cũng phải 300-400-500 cành chứ không phải. Nó vừa rồi nó thêm mấy múc nó bảo em chẳng làm được cái gì nữa mà. Ông làm vườn đó. Cứ làm càng làm càng lâu dài. Vườn nhà nó thì đúng là nếu mà nó bảo em cứ thủ rồng xem là nếu mà nhà nó rồng đây này chị vào đây mà xem này, rễ của nó ra đây hết rồi này, cành này trồng là cực kỳ đẹp đây này, rễ trắng trắng muốt rồi này. Đấy. Này kích thước của nó cũng bằng ngón tay út chứ còn gì. Đây là rễ đẻ. Cái này trắng trắng bên này này, chỉ có nhìn thấy cái gì trắng trắng này là nó là rễ. Chúng là cành nào nhìn thấy rễ thì anh em mới cắt. Mà cắt thì là sẽ đảm bảo. Đây ông nhiều quá, ông chăm nó cũng hơi bị sao nhãng. Nếu mà còn đầu tư thêm công nhân các thứ hệ thống vào. Nào lá nó phải xanh đét. Cái này cứ bó gọn nó vào xong cho vào bao mà. Trông thì thôi nhưng mà nó có cồng cành gì đâu mà. Cứ bó nó vào lấy cái dây go nó vào. Bây giờ em về là em trồng rãnh ngô. Trồng mà ở rãnh ngô nhá, phải nó tức là hàng cách hàng 1 mét, 1 mét rưỡi, cây 1 mét rưỡi. Hàng cách hàng đấy, cây cách cây, đất rộng thì cứ trồng thoải mái vào. Bướm cây chanh nào bỏ, bướm bướm để nó trồng gốc cây thì bỏ. Không nhất thiết phải phá bỏ ngô đâu, chỉ có nó đã lên ngay chanh đâu mà nó còn đang ngô nó khổ tí thôi. Thì xong ngày mai mà ăn hết ngô á. Trồng đủ quả đấy. Hoặc là trồng những cây rừng riềng ở chung ở dưới. Tận dụng thực ra mà có ít đất ở cái vườn này cũng lên kế hoạch rồi nhưng không làm được. Chị đóng bao tải mua cái bao nó làm bọn nó bao xi đấy. Ngày xưa mua chanh về là vợ chồng giận nhau. Hai thằng giỏi đi cãi nhau đêm còn phải thuê taxi đi từ đây lên Yên Bái xong về thằng Quách. Nhưng mà đúng lên mạng cái vùng chanh của Yên Bái nó cũng đẹp thật anh em. Cái chất đất của nó hợp hơn. Nói chung là nó cũng phải do chất đất. Người ta bảo là dòng chanh này mà không trông non thì nó cũng hay sâu bệnh, nhưng mà nó phải do người chứ. Làm cái gì chả phải săn bé. Sâu thì chắc chắn là nó sâu bệnh rồi. Đây này. Ví dụ đây là nhện đỏ đây. Nhện đỏ này. Đấy là nhện đỏ. Thực ra cái này đây, nhện đỏ của nó. Đây, nhìn này. Đây là bán chanh chiết cho anh chị ở trên Thái Nguyên. Bây giờ nhà xe họ làm việc tốt lắm, có uy tín lắm, có nhiệt tình, trách nhiệm lắm, chuyển vào tận Sài Gòn được.